Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Tuất. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về vận hạn tử vi của tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi, tháng Hợi của năm Hợi. Đây là một tháng có thể nói rằng là có nhiều cái tín hiệu tích cực, vui vẻ trong công việc cũng như là gia đình đối với những người tuổi Tuất. Vì tháng này nó không có nhiều cái sự xung khắc, đặc biệt là người canh Tuất thì rất là được lợi ở cái phần công việc. Tuy nhiên là vẫn là tháng hỏa, cho nên là người canh Tuất với mệnh kim sẽ có đôi chút khó khăn về bổn mạng và sức khỏe, nên cần cẩn trọng. Thì mình sẽ lần lượt phân tích và chia sẻ với mọi người. Hy vọng rằng cái thông tin này sẽ hữu ích và giúp được mọi người ở trong cái sự nhận định trong công việc, cuộc sống và tình cảm gia đạo của mình. Đầu tiên hết thì mình sẽ phải chia sẻ với mọi người tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958 với mệnh Bình Địa Mộc. Thì người Bình Địa Mộc, mệnh Mộc gặp tháng hỏa, như đã nói là tháng Ất Hợi là tháng hỏa, thì bổn mạng sẽ gọi là Mộc sinh hỏa, bổn mạng bị sinh xuất tháng, cho nên là sức khỏe bổn mạng bị suy yếu, cần cẩn trọng các bệnh nhẹ nhàng như là cảm sổ mũi, bản thân không được khỏe khoắn lắm. Về phần thiên can, cái phần mà ảnh hưởng đến công việc, tài lộc và mọi thứ, thì thiên can chữ Mậu gặp chữ Ất là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Cho nên là có thể nói là công việc không có nhiều khó khăn đối với các anh các chị tuổi Mậu Tuất, đặc biệt là tuổi của các anh, một trong những cái tuổi khá là lành ở trong công việc. Tiếp đến đó là phần địa chi của tuổi Tuất, Mậu Tuất. Thì Tuất Hợi xét về địa chi là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau. Như vậy là gia đạo tình cảm không có cái nhiều cái buồn phiền ở trong cái tháng này đối với tuổi của người Mậu Tuất sinh năm 1958. Đây là một tín hiệu rất là tích cực đối với các chị. Như vậy thì tháng 10 âm lịch, tức là tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi 2019, đối với người Mậu Tuất sinh năm 1958 thì chủ yếu chỉ phần suy yếu một tí xíu về phần bổn mạng, còn tất cả mọi thứ thì em thấy rằng là nó khá tốt đẹp, không có việc gì phải đáng lo nghĩ đâu. Đây là điều người Mậu Tuất rất là hoan hỷ ở trong tháng này. Không có phải như cái tháng 9 âm lịch mình đang trải qua, là tháng tuổi Tuất gặp tháng Tuất thì nó không được ok lắm, đúng không? Gặp tháng Giáp nữa, mình Giáp nó khắc Mậu, rồi Tuất gặp Tuất nữa, cho nên là rõ ràng là hôm nay chỉ còn khoảng một tuần nữa là hết tháng, thì phải công nhận là các chị gặp quá trời nhiều khó khăn, quá trời nhiều cái chuyện buồn phiền. Rồi tiếp đến đó là người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970 với mệnh Xuyến Thoa Kim, tức là vàng trang sức. Như vậy thì người mệnh kim gặp tháng hỏa là hỏa khắc kim, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn trọng, nhiều việc xấu, đề phòng cái tai nạn hoặc là cái bệnh phạm thân của mình. Đây, tháng 9 cũng là một tháng tháng hỏa, và mọi người tuổi canh Tuất, đặc biệt là canh Tuất nữ mạng, đã từng biết rồi là thấy là mình không có được khỏe, hoặc là gặp những cái chuyện nó không có vui vẻ, nó không có tốt ở trong cái bộ mạng của mình, đặc biệt là ở phần dưới thắt lưng ha, là nó không có ok lắm. Các chị cần cẩn thận. Thì tháng 10 cũng sẽ như thế thôi, cho nên là bổn mạng là một cái điều khá là khó khăn ở trong cái tháng 10 tiếp tục. Về phần thiên can thì là chữ Ất hợp chữ Canh, đây là thiên can thuộc ngũ hợp, báo hiệu là công việc tài lộc rất là dễ hanh thông, đặc biệt rất là dễ sinh tài lộc đối với nữ mạng. Đây là một cái ngon lành ha. Địa chi Tuất Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau. Như vậy gia đạo tình cảm tiếp tục ổn định, ngon lành, vui vẻ, chứ không phải như cái tháng Tuất có nhiều cái buồn phiền ở cái phần đầu, nửa đầu tháng đối với người nữ mạng và giữa tháng đối với người nam mạng. Như vậy thì rõ ràng là người canh Tuất
sẽ có được tài lộc, tình cảm, vui vẻ ở trong cái tháng 10 âm lịch. Tuy nhiên về phần sức khỏe cũng vẫn phải đề phòng giống như tháng 9 đang trải qua. Gặp tháng nó cũng hơi khó khăn về bụng mệnh một tí xíu, mình chỉ cần cẩn thận thôi. Còn công việc và gia đạo vui vẻ thì hy vọng những cái điều đó nó sẽ tương trợ cho mình, và cảm thấy là tinh thần mình thoải mái thì sức khỏe nó cũng tốt hơn như vậy ha. Rồi tiếp đến đó là các em trai em gái tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 với mệnh Đại Hải Thủy. Như vậy xét về trụ mạng thì người Nhâm Tuất Đại Hải Thủy tương khắc với cái tháng Ất Hợi tháng Hỏa, với cái mạng bụng mạng các tháng thì cái sức khỏe nó cũng không được tốt. Tuy nhiên nó không có bị ảnh hưởng đến gọi là bổn mạng của mình bị suy yếu, gặp những cái việc không tốt cho sức khỏe thôi, chứ không đến nỗi là phải vong mạng ở trong tháng này, cho nên là cũng không có việc gì mà phải lo lắng ha. Thiên can thì chỉ Nhâm chữ Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như đã biết thì Nhâm Quý là Thủy, giáp Ất là Mộc, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành của thiên can là sinh xuất, coi chừng cái sự hao tốn về tiền tài. Với cái bổn mạng là bổn mạng của mình khắc tháng thì phúc tinh tài tinh sẽ bị khống chế, bị giảm đi cái sự tác dụng tốt của nó đối với cái tử vi của mình. Mà gặp lại là thiên can bị sinh xuất nữa thì cẩn thận tốn tiền, nhưng không quá lớn, đừng lo ha. Hoặc là cái đây là tốn tiền để mà đầu tư thì ok, không vấn đề gì ha. Rồi địa chi thì Tuất Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. Như vậy thì rõ ràng là sức khỏe có một chút vấn đề, tài lộc có bị hao tốn một tí, cộng với gia đạo tình cảm thì không vấn đề. Đó là những cái gì mà người Nhâm Tuất nam hoặc nữ mạng được trải qua ở trong cái tháng 10 này. Hy vọng rằng là các bạn biết cương nhu khống chế được cái việc hao tốn tiền bạc của mình, cũng như là đề phòng cái mặt sức khỏe. Rồi tiếp đến đó là Giáp Tuất sinh năm 1994 với mệnh Sơn Đầu Hỏa. Mệnh Giáp Tuất Sơn Đầu Hỏa thì với Ất Hợi cũng là hỏa, cho nên là hỏa đồng hành, bổn mạng sức khỏe không có vấn đề, không cần phải lo lắng về mặt bổn mạng. Thiên can thì giáp Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Cả giáp và Ất thì đều nạp âm ngũ hành là mộc cả, cho nên có thể nói là công việc của người Giáp Tuất trong cái tháng Ất Hợi không có việc gì mà phải lo lắng, không có quá nhiều sự chống phá khó khăn đâu, cứ êm đềm mà trôi qua thôi, như vậy là ngon lành, đúng không? Địa chi thì cũng giống như các tuổi Tuất khác, với Tuất Hợi tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Sẽ đem đến cho người Giáp Tuất một cái tháng 10, tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi, tình cảm gia đạo không quá xào xáo, không quá buồn phiền. Như vậy rõ ràng là người Giáp Tuất ở trong tháng 10 có được nhiều thuận lợi, không phải là nhiều thuận lợi nhưng mà là không có sự chống phá. Là vì sao? Vì mạng thì đồng hàng, thiên can thì giáp Ất cũng đồng hàng về làm âm ngũ hành, không tương xung tương khắc về tử vi cũng tốt, coi như là không có gặp sự khó khăn ở trong công việc là tốt rồi. Địa chi cũng vậy, cái gì mà mình không gặp trắc trở là mình cho là tốt, mọi thứ nó cứ êm đềm nó trôi là tốt, đúng không? Rồi tiếp đến đó là các cháu nhỏ tuổi Bính Tuất sinh năm 2006 và các bác sinh năm 1946 với mệnh Ốc Thượng Thổ. Thì cũng như những cái video trước, những người này một là 2006 còn nhỏ quá, đang ở trong thời gian đi học, hay là các bạn sinh năm 1946 thì gọi là những người an hưởng tuổi già rồi, không có cần phải bôn ba tiền tài nữa, cho nên là mình chỉ xét nhiều ở phần bổn mạng và gia đạo thôi. Thì với cái mệnh Ốc Thượng Thổ thì gặp tháng hỏa là hỏa sinh thổ, cho nên là bản mệnh được tương sinh sẽ rất là tốt cho sức khỏe và bổn mạng của mình. Cho nên là người Bính Tuất, dù thí dụ như các bác lớn sinh năm 1946 thì tháng này không phải là tháng mà có cái gì về ảnh hưởng về bổn mạng sức khỏe của mình, cho nên là không quá lo lắng.
Thiên can thì bính ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Cho nên mà như đã nói thì thiên can nó xét nhiều phần về công danh tài lộc và tiền tài, cho nên mà một là lớn quá, hai là các cháu còn nhỏ không có tính tới cái việc mà phải gọi là kinh doanh rồi là tài lộc gì cả. Về phần địa chi thì cũng giống như tất cả các tuổi tuất khác, với tuất hợi là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc. Hy vọng rằng nó như vậy nó sẽ đem đến cái sự vui vẻ trong cuộc sống, trong cái gia đạo của những người lớn tuổi sinh năm 1946. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong và chia sẻ với mọi người cái tử vi vận hạn của tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi. Nhìn chung thì có rất là nhiều điều tích cực ở trong cái tháng 10 này đối với người tuổi Tuất so với cái tháng 9 âm lịch mình đang trải qua. Thì gia đạo tình cảm không quá xàm xáo, công việc thì không có quá nhiều cái sự xung khắc, thậm chí là canh tuất với được ất hợp canh ngũ hợp sẽ sinh tài lộc. Còn chủ yếu là phải để ý cái phần bổn mạng với người canh tuất nè, rồi người nhâm tuất nè, và người mậu tuất, thì cái bổn mạng của ba cái người này thì cần, đặc biệt là người canh tuất thì cần để ý một tí xíu, nhất là những chị nữ ha. Hy vọng rằng là những cái thông tin này sẽ hữu ích với mọi người tuổi Tuất, để mọi người tuổi Tuất ứng dụng vào cuộc sống mà có cái tháng 10 âm lịch gọi là thành công mỹ mãn, tài lộc hanh thông, để mà đón chờ những cái tháng tiếp theo sát Tết của chúng ta. Mọi người tuổi Tuất xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở dưới bên để đón chờ những cái video khác về phong thủy tử vi, có thể là tuổi của mình hoặc người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.